Thông tin tiểu sử ca sĩ Gen Son Ga-in, sinh ngày 20 tháng 9 năm 1987 thường được biết đến với nghệ danh Gen là một ca sĩ Hàn Quốc. Nữ diễn viên và người mẫu, cô được biết đến như một thành viên của nhạc pop girl nhóm nhạc Hàn Quốc Brown Iger. Son Ga-in được chú ý bởi các thành viên hiện tại của Brown Iger sau khi cô đã bị loại khi thử vai cho bộ phim thực tế Hàn nổi tiếng Let's Talk Play To Xin Hoa Cô đã được biết đến nhờ nhà. Soạn nhạc An Jung Hun và mời đến thử giọng tại công ty của Brown Iger. Cuối cùng gia nhập nhóm Money 4 thành viên thực hiện một số chương trình nhỏ trước khi chính. Thức ra mắt là Brown Iger trong năm 2006. Trong cùng năm đó cô thực hiện một bản song ca phải có tình yêu với lãnh đạo SG Wannabe Kim Jong Jun mà đã trở thành số một hit đầu tiên của cô trong suốt mùa Giáng sinh. Mặc dù có những thành công bắt đầu, nhưng nhóm đã không được chú ý đến nhiều cho đến năm 2009 nhóm nhạc của cô đã thực hiện một bước đột phá vào dòng chính của Hàn Quốc với bản hit của họ Abracadabra. Trong đó đáng chú ý đối với sự thay đổi của nhóm các hình ảnh của mình và hướng mới của họ. Sau thành công bất ngờ của bài hát, nhóm đã trở thành một trong những nhóm nhạc ca pop được biết đến và yêu mến. Bên cạnh các hoạt động của nhóm, cô cũng đã có các hoạt động sâu lâu bắt đầu với sự xuất hiện của cô trong 4 Tomorrow, một dự án hợp tác với Huy Na của 4 minutes After School Uy và Han của Kara. Cô cũng phát hành một digital single mang tên We Fell In Love. Với sau đó Uy Got Merit đối tác 2 giờ sáng dâu cuôn. Sáng tác bởi thành viên cùng nhóm Z, Kiyana và sản xuất bởi Lee Min Su song ta trở thành một thành công lớn. Là số của mình đang chạy dài một hít trên ga ôn chat. Danh sách album của Gen. Merrick We Fell In Love For You Not To no Know Someone Else Take Out Mama. Beat Everybody Has Secret Seoul Lonely Queen.